sàn Quico Italia trong kinh Ngọc Diệp, đặt tại Sơn Tây, Hà Nội. Motor 24V, tải trọng 800 cân trên một cánh. Hai cánh mà một cánh mở hai cánh. Âm sàn Quico Italia công ty Ngọc Diệp lắp đặt tại Sơn Tây, Hà Nội. Đóng hai cánh này. Đây là motor 24V, 800 cân trên một cánh, với cổng đúc rộng 39, cổng khá rộng. Chế độ mở hai cánh, motor góc mở 180 độ nhé, nhưng mình có thể chỉnh cái góc độ mở như ý mình được. Cái cổng này, chủ nhà hiện tại thì mình mở 145 độ thôi. Đóng lại. Đây là chế độ mở một cánh. Đây là cơ cấu 180 độ của Quico Italia để đóng. Motor 24V.